Buồn buồn có về mấy cây rồi lây 35 nên chém gió cho vui. Đây có 3 cây, thực ra là có 4 cây, cây kia đang đưa cho người khác đi chụp test. Thứ nhất là cây Rolei B35. B35 thì nó chắc là già nhất trong này, ba con nó 569 thì phải. Kính là 40 3.5. Tất cả đều có cơ chế là rút ra và quay qua bên cùng chiều kim đồng hồ, không bị ngược lại. Con thứ hai Rolei 35 LED cũng y như tương tự. Và con cuối cùng là Rolei 35 TE. Con này khác, con này giống Rolei 35 hơn, Pro hơn, thiết kế cầm đầm hơn, nặng hơn. Sẽ chia ra là tóc ở đây, khẩu ở đây, rồi đây kính ở đây, lên led ở đây, cũng quay qua bên này khóa lại ha, lên led đây tương tự. Thì dòng này thì rất là nhỏ gọn, giá hiện nay thì chắc khoảng 2,5 triệu cho đến khoảng 8-9 triệu cho tùy đời, hoặc là cả ngàn đô tùy những bản đặc biệt hay không. Tất cả đều sử dụng phim 35 và kiểu lấy nét đều là zone focus. Zone focus tức là sao, tức là mình ước lượng khoảng cách lấy nét, view của nó chỉ để lấy khung thôi, hoặc là kiểm tra đo sáng ở một chút trường hợp máy đo sáng còn hoạt động. Cái view nó chỉ yếu là mình lấy cái khung và nó sẽ có đèn led báo đo sáng có hoặc không. Ví dụ như đây là con này với con B35 thì là khá giống nhau. B35 thì như nó có cái cảm biến về để đo sáng không cần pin nhá, cái này là cứ thế máy thôi thì chiếu vào ánh sáng thì ở trên kim nó sẽ nhảy, và dựa theo đó thì mình biết được là khẩu tốc bao nhiêu, có set ASA nữa. Thì mình quay vào cái vòng trên này, các vòng khác nhau lên cò đây thì để thử gắn một con. Thì trong những con này thì con đời 35 thì Rolei 35 có 35 35 không thôi, thì là cái bản Đức thì bản mắc nhất. Thì về thiết kế thì tương tự, thì nên mua nếu được thì chọn là bản có 3 vòng như thế này sẽ dễ điều chỉnh hơn. Nhất là đây mình sẽ chỉnh được khẩu độ. Thứ hai là tên bể mở, tất cả đều phải kéo ra mới chụp được. Đó thì đóng mở. Đây, cái này khá là dễ thương. Tóc thì từ B cho tới 500. Cả ba con đều là tới 500, nhưng con này thì sẽ có tóc 2, 4 và 8, 15 nữa. Trong khi hai con này thì đều là như con này đi, tốc nó bắt đầu là bằng 30, B là sẽ đến 30. Thì đó là, thì thật ra máy này làm chơi thôi, tại vì lúc mới về cũng không biết xài máy này sao. Thì đầu tiên là con này có cái tất cả làm gì mình phải lên cò trước rồi mình làm gì làm. Thứ nhất là kéo ra, đó, kéo len ra, xoay qua bên này. Bây giờ muốn gắn lên lại lại phải lên cò, cứ phải lên cò trước rồi làm gì, bấm nút này, bấm nút này để quay ngược lên lại, nhét vào, kéo ra, mình sẽ quay qua bên này là nó mới bắt đầu chụp được. Lên cò rồi chụp, lắp pin ở đây. 35 led này thì ở trong nó sẽ báo là chấm đỏ là sai sáng và chấm xanh là đúng sáng, thế thôi, còn không biết dư thiếu. Mở thì tất cả đều mở bắt đây, và tất cả những cái dòng này đều là flash ngược ở phía dưới, gắn phía dưới, không có gắn ở trên. Mở ra, tất cả đều có cái chặn phim này. Bỏ thử cái phim rồi nè, con này bỏ phim ở đây, kéo qua nhét vào. Cái nhét của này nếu mà nhét hờ hờ giống ni công thì dễ bị dính chưởng lắm, tức tuột phim, tại bữa trước bị tiểu một lần rồi, chủ quan cũng lên cò nhét hờ lên cò thì nó bị. Thì kinh nghiệm thì cứ con này cứ lên thêm một lần cho chắc. Lên cò ha, bấm chụp lên cò đấy là.
lại nhỏ gọn. Con led này thì có cái là pin nó nằm ở chỗ này, ở phía trong, ở phía sau. Cái này thì đang chụp giữa chừng mà hết pin thì cũng hơi mệt nếu không còn đó sáng. Đẩy lên đây, bấm chụp lên còn. Thì ở đây cái tốc, cái khoảng cách lấy nét ở phía trước này mình tự set. Thì nếu ai xài cái này thì mua lên một cái này. Nếu chơi chắc cú của S&D Way, cái này khá rẻ, khoảng 500 ngàn thôi. Bấm nút ở đây là 1,3377m. Thì mình báo đó thì mình quay đây thì đảm bảo lấy nét chuẩn. Khẩu chỉnh ở đây thì con này chắc hơi khó chụp chân dung. Tốc chỉnh ở đây. Con này thì hơi thiệt cái là nó không có tốc 15, 8 gì cả, 30 là một cái nấc. Làm gì cũng phải lên cò trước. Bấm chụp này, lên cò thì mới tắt, đóng lại được. Khi chụp hết thì ở dưới này có cái nút này, nhấn vào. Mở bắt phim, nhấn vào rồi chứ, phải nhấn vào. Ai gọi chụp. Tua phim. Nhấn giữ không có hơi mệt ấy. Rồi mở này. Thôi làm vui như thế thôi, chẳng có gì để nói. Cái này nhìn dễ thương. Không biết chụp như thế nào, chưa chụp tấm nào. Còn 35 led này thì chụp rồi mà máy này bị hư kính, cho nên hình không ra gì. Ok, 35 cute. Ok, không biết rồi.